Lợi ích của việc massage bầu toàn thân cho cả mẹ và thai nhi. Blue Care, ứng dụng chăm sóc sức khỏe mẹ và bé toàn diện tại nhà. 9 tháng 10 ngày mang bầu là quãng thời gian thiêng liêng nhất đối với mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên bên cạnh cảm giác hạnh phúc vì sắp làm mẹ, người phụ nữ còn phải đối diện với rất nhiều các vấn đề trong thai kỳ. Điển hình là stress, mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Hôm nay, Blue Care xin giới thiệu đến các mẹ một giải pháp cực kỳ hiệu quả cho những vấn đề trên. Đó chính là massage bầu. Vậy mẹ và thai nhi sẽ được hưởng những lợi ích gì của việc massage bầu? Cùng đón xem trong video sau đây. Massage bầu là một loại hình massage khá đặc biệt, đòi hỏi người thực hiện phải có tay nghề, kỹ thuật chuyên môn tốt. Massage bầu thường được thực hiện bởi các điều dưỡng viên, hộ sinh hay kỹ thuật viên chuyên nghiệp, với mục đích giúp các mẹ bầu giảm thiểu các cơn đau nhức trên toàn thân. Qua đó cả mẹ và thai nhi sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích như sinh con dễ dàng hơn. Theo nghiên cứu. Mẹ bầu thường xuyên mơ sa sẽ sinh con dễ dàng hơn và ít đau đớn hơn trong quá trình lâm bồn. Thậm chí tỷ lệ phải can thiệp các kỹ thuật sản khoa khi chuyển dạ và sinh con cũng được giảm đi đáng kể. Mẹ bầu ngủ sâu giấc hơn, xua tan căng thẳng, mệt mỏi. Lợi ích lớn nhất của việc mơ sa bầu là làm giảm đi tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi của mẹ. Qua đó tinh thần mẹ được thư giãn, giảm lo lắng, ăn ngon hơn. Đặc biệt giấc ngủ của mẹ sẽ được cải thiện rõ rệt mẹ sẽ ngủ sâu giấc hơn và không còn hay mất ngủ nữa. Giúp thai nhi phát triển tốt hơn. Trên thực tế, mẹ bầu bị stress hay căng thẳng kéo dài có thể dẫn tới nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho thai nhi. Điển hình như thai nhi chậm phát triển, sinh non. Chính vì vậy, massage sẽ giúp cho em bé phát triển tốt hơn, tăng cân nhanh chóng và thúc đẩy quá trình chuyển dạ của mẹ bầu. Ngoài ra, massage vùng bụng khi được thực hiện đúng cách sẽ kích thích phản xạ và hệ thần kinh của thai nhi cho bé bắt đầu cảm nhận được thế giới bên ngoài cơ thể mẹ. Tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ Nhiều mẹ bầu không biết rằng tình trạng tâm lý căng thẳng kéo dài có thể gây suy giảm miễn dịch và khiến cho cơ thể mẹ bầu yếu đi rất nhiều. Massage toàn thân giúp xoa dịu các triệu chứng khó chịu như đau mỏi cơ, xương chậu bị chèn ép, xương mắt cá, bàn chân, giảm đau khớp, thần kinh tọa. Khi cải thiện được các cơn đau này, mẹ sẽ chịu khó hoạt động hơn từ đó tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt. Hơn nữa, mẹ sẽ dễ dàng dung nạp và chuyển hóa dưỡng chất hơn, giúp cả mẹ và bé yêu trong bụng đều khỏe mạnh. Chấm dứt tình trạng phù nề Tình trạng thừa cân, tích trữ nước được thấy rất nhiều ở phụ nữ mang thai. Ngoài sự nặng nề ở một số bộ phận, chị em còn gặp phải tâm lý chán nản vì không biết phải lấy lại vóc dáng sau sinh thế nào. Vì vậy các mẹ hãy thiết kế cho mình một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất và chăm chỉ massage để giúp máu lưu thông tốt hơn. Khi đó hiện tượng phù nề sẽ không còn là nỗi lo cho các mẹ nữa. Chống dạn da Theo nghiên cứu, khoảng 90% các mẹ đều gặp phải tình trạng dạn da khi bước vào tam cá nguyệt thứ hai. Các vết dạn sẽ lớn dần theo từng tuần thai và cân nặng của mẹ. Mẹ bầu hãy chăm chỉ mơ để cải thiện tính đàn hồi của da và mô dưới. Nhờ đó da sẽ căng mịn hơn cũng như giảm được tình trạng dạn da và sổ bụng sau sinh rất hiệu quả. Mẹ có thể kết hợp thêm với một số loại tinh dầu thích hợp như dầu dừa để cải thiện và phòng tránh tình trạng khó ưa này hiệu quả nhất. Giảm chứng táo bón thai kỳ Táo bón thai kỳ là tình trạng được xảy ra do một vài nguyên nhân như tử cung phát triển, mẹ bầu bị mất nước do nôn ngén, bổ sung quá nhiều sắt và canxi, lười vận động do chân sưng và đau. Mẹ bầu bị táo bón hãy tham khảo các bài massage chân để cải thiện tình trạng sưng, phù nề. Sau đó, mẹ hãy thực hành các bài tập có cường độ phù hợp để giảm chứng táo bón hiệu quả nhất. Cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp, đau thần kinh tọa. Càng về gần cuối thai kỳ, cơ thể mẹ càng phải chịu nhiều áp lực nhất là ở những bộ phận như xương hông, xương chậu và vùng eo, thắt lưng. Các bài massage trị liệu chuyên nghiệp sẽ giúp giải phóng căng thẳng trên các vùng cơ lân cận giúp mẹ bầu tránh được sự khó chịu ở các bộ phận trên. Phòng tránh tình trạng suy giãn tĩnh mạch, tăng cường lưu thông máu. Những mẹ bầu trong thai kỳ đang gặp các vấn đề như bị thừa cân, béo phì hoặc thường xuyên đứng lâu sẽ tạo áp lực đối với tĩnh mạch ở chân và gây suy giãn tĩnh mạch. Vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách chăm chỉ thực hiện massage chân. Massage đều đặn sẽ giúp cải thiện lưu thông máu và giữ cho hệ thống bạch huyết của mẹ hoạt động ở hiệu suất cao nhất. Qua đó phòng tránh được tình trạng suy giãn tĩnh mạch trong thai kỳ. Vừa rồi là những lợi ích cực lớn của massage đối với mẹ bầu và thai nhi. Các mom đang gặp nhiều vấn đề khó chịu trong thai kỳ hãy đặt ngay cho mình một buổi massage toàn diện tại nhà của Blue Care để sớm lấy lại tinh thần thoải mái, thư giãn vốn có của mẹ nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.